Quy rồi. Các bạn thấy đồ mới sản phẩm luôn nha. 4 đồng hồ vô, đó là một cái chú ý rất là cao của mô điện model này. Và 2 đồng hồ FMAM nha. Lò nét, chế độ chơi 2CH và 4CH nha các bác. Rất là tiện lợi nha. Các bác thích chơi 2CH thì bấm vào này. Bấm vào này chơi 2CH thì nó sẽ khỏe hơn. Đây là volume phụ nha các bác, volume phụ nha. Còn volume chính làm gì đây, nói chung nó sử dụng 2 volume. Ba cái này là ba lăng. Cầu loa, máy trang bị tới 4 cầu loa nha các bác, 4,5 vậy ạ. 21.500.000 nha các bác, hàng siêu tầm nha, máy sexy 7 màu nha các bác. Bác nào chốt thì liên hệ trong 32 số điện thoại này nha. Thích ghi hay bài đẹp và chơi những dòng âm ly receiver để nghe nhạc vàng, nhạc bolero. Máy đẹp keng hết nha các bác. Máy tuyển về. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 1%, có nghĩa là bớt vài trăm để các bác cùng cà phê cà pháo vậy thôi. Máy đẹp lắm. Máy trang bị là 4 cầu loa nha, 4 cầu điện luôn nha. Series là 2331 nha các bác, 2331. Con này series 2331. Đây phần tăng nhiệt của sò công suất. 4 cầu loa, 4 cầu điện. 2331 nha, sexy 7 màu. Sau đây mời các bác cùng xem cấu hình khủng bên trong. Với 8 sò sét thì các bác biết nó khỏe cỡ nào rồi. Với một con ly nghi nhà. Dòng này thì nghi vừa trưng bày trong phòng khách nha các bác. Đây là cấu hình bên trong của con 5.500 nha các bác, sexy là 7 màu nha. Hai tổ lục nguồn to và hai tổ lục nguồn nhỏ và tăng phô. Phía trên này thì chủ yếu là phần đài với phần tụ nguồn với tăng phô các bác sẽ thấy thôi. Còn chủ yếu là nằm phía dưới nha các bác. Trước giờ em mời các bác cùng xem sexy trước này. Đấy, nó keng mới như thế này nha. Ông ác này. Đấy. Rồi cái phần quan trọng và chủ yếu là mé dòng này nó sẽ nằm ở phía dưới hết. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem luôn cấu hình phía dưới nha. Gồm là sò công suất, là mạch âm sắc vân vân vân. Đây em mời các bác cùng xem vĩ điệp của phần phía dưới. Phía dưới thì trang bị rất là nhiều mạch âm sắc vân vân. Đây các bác thấy này. Đây những cung kích đây. Đây phần bo mạch công suất này, phần là mạch âm sắc này. Sexy này, nó mới. Đấy. Hàng tuyển lựa là nó như thế này luôn. 8 sò sét và có 4 cảm biến nhiệt trên 4 con sò này các bác. Đây là phần mạch âm sắc. Có những con kích này. Motorola và mỗi vế nó sẽ có 4 cái cầu chì bảo vệ 4 sò. Đây, các bác thấy tổng là 8 cầu chì, 4 cái này. 4 cái 8 cái này. Mới keng nha các bác. Tức là sưu tầm chơi những con này thì alo cho em, chỉ có một con duy nhất em mới về. Quyric 5500. Khóa mới. Những con này là size 63 các nhé các bác. Size 63 này, lớn. Cao là khoảng 18-20. Size nó là 60 nha bác, cao khoảng 20 nha. Cao 20, size 60. Dòng âm ly có size khủng của Sansui nha. 8 sò sét, 4 đồng hồ vu và 4 đồng hồ FM, 2 đồng hồ FMAM. Với công nghệ âm thanh QS nha các bác, QS âm thanh này rất là hay. Được kết hợp thế này, các bác có thể chọn chế độ âm thanh nha. Hay là chọn chế độ âm thanh nghi, mình nghi tùy theo dòng nhạc nha. Máy rất là nhiều tính năng, lo nét đầy đủ cho các bác. Tem luôn binder. Máy đẹp keng luôn nha, không tì vết. Để các bác vừa trưng vừa sưu tập. Con này size 60 nha, size 60 cao 18 cm. Dòng khủng của dòng Quiric của Sansui, dòng receiver. Nó với công suất như thế này thì em nó ghép hầu tốt hầu hết tất cả dòng loa nha các bác. Bắt 30-40. Máy rất là đẹp nha. Giá con này là 35.500.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. 35.500. Máy đẹp tuyệt vời luôn nha. Đẹp không điểm trời nha các bác. Phía trên nóc thì cũng là len keng luôn. Máy rất là nặng, máy sử dụng nguồn xuyến nha các bác. Và những dòng đầu chính thì nó đã sử dụng nguồn xuyến hết rồi. Công suất lớn quá, 580W. Trang bị là 4 cầu loa. Tám sò và 4 cầu loa. Chạy 4 cầu điện nha bác, 580W. Em này là series là 2380 nha các bác, series 2380.
Hôm nay mà đã cao bác có những phòng lớn mà trưng bày gọi là hết thuốc luôn nha. Nghi hay, công suất khỏe nữa. 580W. 2380 nha bác, sorry là 2380. Sau đây mời các bác cùng xem cấu hình bên trong cực kỳ khủng của dòng 9001DB này. Vâng, mời các bác cùng xem bên trong của em nói nha, sexy 7 màu nha các bác. Những con hàng khủng này thì bên em lựa chọn tuyển những con 7 màu về các bác mình sở hữu nha. 7 màu, phiên bản là sexy 7 màu, còn nó một có phiên bản trắng thì nó sẽ rẻ hơn nha. Bản màu trắng thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 2 đến 3 triệu nha các bác. Mới kèm nha, tăng khu xuyến nha. Sexy 7 màu nha các bác. Đây. Có nghĩa là sườn nó là sườn vàng. Đây, nó giá trị. Đây là phần công suất 8 sò sắt nha các bác. Tất cả nguyên zin hết nha các bác. Đây, sexy này các bác, mới kèm nha. Cả bao zin tuyệt đối hết cho các bác nha. Nhưng con này là hàng sưu tầm, lâu lâu mới có hàng về. Các bác nào yêu thích con 9001DB này thì alo cho em 2380 nha, series 2380. Máy rất mới nha các bác. Size 60, cao 18 đến 20, nếu tính chân luôn là 20 nha, còn không tính chân là 18 nha các bác. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào yêu thích con 9001 này thì alo cho em nha. Còn hai số điện thoại trên, chuyển khoản đủ thì em bớt vài trăm, còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên. Em ship hàng tận nơi.